Do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 9 kết hợp với không khí lạnh tăng cường, tại tỉnh Nghệ An đã có mưa to đến rất to cùng với nhiều hồ chứa thủy điện xả lũ đã khiến mực nước trên các sông lên rất nhanh. Nhiều địa phương vùng hạ du bị ngập lụt và chia cắt, nhiều hộ dân bị ảnh hưởng nặng nề. Ngay từ sáng nay, khi mực nước dâng cao, gia đình anh Cường phải tập trung di chuyển các tài sản lên tầng trên để tránh thiệt hại do lụt gây ra. Dù đã quen với cảnh ngập lụt, nhưng do mưa lớn cùng với thủy điện xả lũ khiến anh rất lo lắng. Hiện tại thì nếu như ở vùng này đấy, giờ cái cỡ đồng giữa nhà này sang nhà kia là rất là khó khăn. Nếu như thủy điện mà xả lũ tiếp hoặc là nếu thì vẫn mưa như ngày hôm qua đấy, thì rất khoát là nước chiều hôm nay sẽ vào trong nhà tối tầm cỡ khoảng dự kiến cỡ khoảng 1 mét đến 1,5 mét. Tổng lượng mưa tại Nghệ An hiện phổ biến từ 200 đến 800 mm, cùng với nhiều hồ thủy điện xả lũ với lưu lượng khá lớn từ 500 đến gần 1.500 mét khối trên giây, khiến mực nước trên các sông ở Nghệ An đều vượt mức báo động 1. Toàn tỉnh có đến 25 xã và hơn 70 xóm bị ngập, cô lập, nhiều điểm ngập sâu hơn 2 mét. Tỉnh Nghệ An đã lên phương án sơ tán hàng nghìn hộ dân. Sạt lở đất xảy ra tại nhiều nơi. Hiện công tác ứng cứu được Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An khẩn trương triển khai. Ngay từ vị trí của km 39+600, cái khối lượng đất đá đã bị sạt lở là rất là nhiều, ở tính hàng trăm khối, cả đất cả đá nó sụt trượt xuống lấp toàn bộ con đường. Đơn vị thi công đã phối hợp với chính quyền địa phương là cảnh báo hai đầu và tập trung xe máy toàn bộ nhân lực là xe máy thiết bị để thông tuyến trong thời gian sớm nhất. Đưa bà con ra nơi an toàn là ưu tiên số 1. Thứ nhất là bảo an và tuyệt đối tính mạng cho người dân. Và sau đó thì hỗ trợ người dân bảo vệ những cái tài sản trong cái thời gian đó. Và hôm nay trong chỉ đạo là không để cho dân đói, không để dân rét. Và theo phương châm 4 tại chỗ thì các địa phương chủ động. Nếu cần thiết thì tỉnh sẽ hỗ trợ lực lượng xuống như công an, quân đội. Và hiện nay thì đang hỗ trợ xuống các huyện như Đô Lương, Thanh Chương và Yên Thành một số cái xuồng để vận chuyển sơ tán người dân cũng như hỗ trợ tiếp tế lương nhu thực phẩm cho người dân trong thời gian mưa này. Theo thống kê, mưa lũ đã khiến 2 người dân mất tích, 5 người bị thương, hơn 9.000 hecta rau màu bị hư hại, hơn 5.000 con gia cầm bị chết và cuốn trôi, nhiều công trình xây dựng hạ tầng giao thông bị hư hỏng.